Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh của mình. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn móc một phần lấy len hình chú ếch. Để móc phần này, đầu tiên mình sẽ móc vào đây là 15 lốp xích. Sau đó mình sẽ nối hai đầu vào với nhau, mình sẽ móc liên tục như thế lên 8 hàng. Sau khi móc xong thì mình sẽ móc phần mắt. Mắt mình sử dụng ở đây là 6 móc đơn như một vòng tròn ma thuật. Sau đó mình sẽ móc tăng dần lên hàng thứ hai. À, hàng thứ ba mình sẽ đổi màu len là màu xanh lá cây để mình móc vào đây các mũi móc đơn vào các mũi móc thu. Sau đó mình sẽ gắn mắt và gắn các phần này với nhau. Phần mắt mình sử dụng đây là mắt 5 mini, len mình sử dụng đây là len bi cotton. Nếu các bạn thích video này thì hãy cho mình một like, một share, một subscribe nhé. Nào bây giờ chúng ta cùng bắt đầu. Mình cần chuẩn bị các nguyên liệu và liệu cho đây: một cuộn len màu xanh lá cây, một cuộn len màu trắng, một cây kim, một cây dao, một cái móc và một phần mắt. Đầu tiên mình sẽ tạo một nút thắt. Nên cho mình 18 móc xích. Nên cho mình một mũi móc xích, sau đó móc vào đây cho mình để chân mũi là một mũi móc đơn. Thế là mình tiếp tục móc tương tự như thế cho đến hàng thứ 8.